Em xin chào tất cả các khách hàng, các cô bác, các anh chị và các bạn đang theo dõi kênh Cây Giống Anh Trung. Hôm nay là ngày 30 Tết và cũng là cái thời khắc cuối cùng của năm để chào đón một năm mới. Em thay mặt nhà vườn xin kính chúc các cô bác, các anh chị và tất cả các bạn một năm mới an khang thịnh vượng và vạn sự như ý. Ở video hôm nay thì em xin được giới thiệu với các cô bác, các anh chị và các bạn thêm về cái trái na dứa Đài Loan. Na dứa Đài Loan thì em cũng đã giới thiệu với mọi người rất là nhiều rồi. Cây giống, cây choai, những cây đang có quả và kể cả quả na dứa nữa. Thế nhưng hôm nay thì em đặc biệt hơn. Em xin phép được gọt và bổ ra để mời mọi người cùng thưởng thức. Cái trái na dứa Đài Loan thì em cũng giới thiệu với mọi người rồi đấy. Nó rất là ngọt và đặc biệt là rất là to. Đây, em mời mọi người. Đây, đây là trái na dứa Đài Loan. Cái trái này được chín lạng, 0,9 kg ấy ạ. Đó, rất là to. Cái đĩa nhà em cũng to, thế nhưng mà đầy một cái đĩa này luôn. Bây giờ em gọt để mời mọi người nhé. Cái trái na dứa Đài Loan này thì khi nó chín nhá các cô bác anh chị nhá, khi mình thấy bên ngoài vỏ nó hơi mềm rồi thì mình cho vào tủ lạnh, có thể để được tầm nửa tháng. Bên trong nó không ảnh hưởng gì cả. Ví dụ chẳng may nó có bị xước sát và thâm ở cái vỏ ngoài này thôi, nhưng mà bên trong nó không ảnh hưởng gì cả. Đối với cái na dứa Đài Loan này thì mình không phải là như cái na của mình, mà nó cái thịt của cái na này nó rất là chắc. Mọi người có thể đây, gọt như này. Đó. Quả na rất là to. Cái na này thì gọt ra đã thấy là rất là ngon rồi, rất là thơm ạ, cực kỳ là thơm luôn. Đặc biệt là cái na này thì cái lớp vỏ của nó không không dày như là na của mình đâu ạ, rất là mỏng. Đây, em gọt cho mọi người xem. Cái lớp vỏ của cái na này rất là mỏng ạ, đó, mỏng dính luôn. Nhìn thì cái gai của nó sần sùi ra một chút, thế nhưng mà nó lại khi mà mình gọt ra thì nó lại rất là mỏng. Một cái quả na gần 1 kg mà gọt ra cái vỏ chỉ có một xíu thôi. Đây là cái dòng na mà em nghĩ là rất là đáng để các cô bác anh chị lưu tâm và mình trồng làm kinh tế. Cái na này thì đặc biệt là rất là nhanh cho quả, đối với cái cây ghép rất là nhanh cho quả, chỉ sau 1 năm trồng là nó đã bói hoa rồi. Mà đặc biệt là cái na này thì mọi người có thể đóng hộp và vận chuyển thoải mái. Khi nó chín, những cái na kia mà chín mà để tủ lạnh thì sẽ không để được lâu, nhưng riêng na này khi mà mình thấy cái vỏ ngoài nó mềm rồi, mình để vào ngăn mát tủ lạnh có thể để được nửa tháng vẫn rất là ngon. Đặc biệt là cái na này mà làm quà biếu Tết hoặc là trong những cái dịp lễ thì rất là sang trọng. Quả thì to và đặc biệt là rất là ngọt.
Đây, em cho mọi người xem nhé. Cái vỏ của nó rất là mỏng. Đó, em gọt cái vỏ của nó rất là mỏng. À, đây, khi sau khi gọt xong thì cái trái na của mình như thế này. Đó, rất là to. Đây, em bổ cho mọi người xem nhé. Đặc biệt là cái na này rất là ít hạt. Đây, em bổ đôi trái na đây, bổ đôi trái na ra nhé, bổ đôi trái na ra như thế này, đó. Đây, trái na này em đã bổ làm 4 miếng. Cái đĩa này thì cũng rất là to. Đó, cái đĩa này thì rất là to đúng không ạ? Bình thường các cô bác anh chị mà biết em thì biết rồi đấy, mặt em rất là to. Thế nhưng cái đĩa này nó phải to, phải gấp đôi mặt em. Đây, cái na này thì mọi người bổ làm 4 thì một cái miếng nó rất là dài. Đúng không ạ? Rất là dài. Đây. Cái miếng na thì thế rất là dài. Vì thế mà khi mình bổ mình thì có thể bổ thành một cái miếng ngắn một chút để dễ ăn. Dễ ăn và nhìn nó cũng đẹp và thẩm mỹ hơn. Đây em bổ ra đĩa này cho mọi người cùng xem. Cái na này thì đặc biệt là rất là ít hạt, đúng không ạ? Mọi người có thể nhìn thấy đây rồi, rất là ít hạt. À, khi mà bổ miếng thì nó thành những cái miếng như thế này, rất là ngon. Đó. Tí nữa em bổ ra thì mọi người sẽ thấy là một cái quả na này được đĩa rất là to. Mình có thể lựa để khi mà mình bổ miếng này thì nó không vào cái hạt thì nhìn cái miếng na của mình nó sẽ ngon và rất là nhẵn như thế này ạ. Thực ra hạt thì nó rất là ít. Hạt thì nó rất là ít. À, mình lựa để bổ thì rất là dễ. Chứ không phải là như cái na mình nó nhiều hạt thì sẽ rất là khó lựa, nhưng vì cái na này nó ít hạt vì thế mà mình lựa để không không cắt cái miếng vào cái hạt nó ấy thì rất là dễ thôi. À, đặc biệt là trong những cái dịp mà lễ Tết hoặc là những cái ngày gì mà quan trọng ấy, mọi người bổ những cái đĩa na Đài Loan này ra thì rất là sang trọng và nhìn thực sự là rất là đẹp mắt. Đặc biệt nữa là ăn rất là ngon. Đấy. À, cái na này thì em cũng cảm nhận là nó rất là thơm, có một chút gì đó của mùi vị hương dứa của Việt Nam chúng ta ấy. Nói chung là rất là thơm. À, đặc biệt là cái vị ngọt của nó thì khó có cái na nào ngọt bằng. À, cô bác anh chị nào mà trồng rồi hoặc là được thưởng thức rồi thì biết ạ. À, rất là ngọt. Đó. Em đã bổ xong quả na. Khi mà bổ ấy thì khi mà em bổ ấy thì như vừa nãy em cũng nói đấy, mình lựa để tránh cái hạt nó ra thì những cái miếng na của mình sẽ rất là đẹp. Đây ạ. À, cái miếng na của mình sẽ rất là đẹp. À, đây, em đã bổ xong cái đĩa na. À, một quả na được một cái đĩa rất là to. Đó. Ví dụ mình có khách hoặc là ngày lễ ngày Tết mà mình bổ một cái đĩa na như thế này, đây là em để đĩa to đấy, còn nếu mà bình thường mà mình chia đĩa thì một quả mình có thể chia ra được 2 đĩa thường, còn đây là cái đĩa nhà em là đĩa rất là to, tại vì mọi hôm em cũng bổ rồi cho nên em cân được cái đĩa này, vì thế mà em bổ để cho mọi người em xem, em xếp đầy đĩa cho mọi người cùng xem. Và em xin mời mọi người cùng thưởng thức cái na dứa Đài Loan nhé. Em xin mời mọi người ạ. Rất là ngon. Ngọt sắc.
ngọt sắc, và đặc biệt là cái na này, cái na này rất là thơm, em cảm giác là nó có một chút gì đó của vị dứa. Quả thật là không sai khi mà người ta đặt tên nó là na dứa Đài Loan. Rất là ngon, ngọt. Cái giống na này thì giá thành rất là rẻ. Na sầu riêng thì hiện tại thì giá mấy trăm ngàn một cây giống. Thế nhưng mà Việt Nam mình thì cũng chưa ai trồng ra quả, vì thế mà em cũng chưa dám giới thiệu nhiều. Còn cái na Đài Loan thì khách hàng nhà em đã trồng ra quả rất là nhiều rồi. Vì thế mà em bán cái cây giống na dứa Đài Loan này rất là tự tin. Và em cũng đã bán rất là nhiều cái na dứa Đài Loan cây choai ra thị trường. Vì thế các cô bác anh chị mà cần tìm hiểu thêm về cái na này thì cứ liên hệ với em theo số điện thoại 0977 516 966. À, em tên là Oanh ạ. Thực sự là rất là ngọt. Cô bác anh chị nào mà đến nhà em những cái dịp Tết này thì chắc chắn là mọi người sẽ được thưởng thức na dứa Đài Loan. Khách nhà em trồng ấy, bác ấy biếu mấy quả, bác em biếu Tết mấy quả, nói chung là rất là ngon. Bình thường thì em cũng mua được, không phải là em không mua được. Thế nhưng mà vì bác ấy là khách hàng đầu tiên trồng na của nhà em, rất là ngon ạ. Em xin phép được dừng video ở đây. Xin chúc tất cả mọi người đón một năm mới bình an và mạnh khỏe, hạnh phúc, cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh. Các cô bác, anh chị xem video thì nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ nhà vườn em nhé. Em xin cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ kênh Cây Giống Anh Trung, cũng như là ủng hộ nhà vườn em trong suốt thời gian qua. Năm mới, năm 2021 và cái vụ cây mới thì em hứa sẽ đảm bảo tất cả các dòng cây để đưa ra phục vụ các cô bác, các anh chị được tốt hơn, và sẽ có những cái video thú vị hơn để giới thiệu với mọi người. Em xin chào mọi người ạ.